năm tháng tuổi trẻ với bao khát vọng, những thời khắc gian khổ như hào hùng của một vùng đất, những hồi ức đầy cảm xúc sẽ không bao giờ bị lãng quên. Thế hệ chúng tôi đi tàu nhiều lắm, có những chuyến tàu đưa ta đến những vùng đất mới, có những chuyến tàu chở ta về với gia đình và quê hương. Chuyến tàu Hà Nội Nam Định chuyên chở những ký ức của tôi về thành Nam yêu thương. Ngày ấy, mua vé tàu cũng khó, và hành trình của những con tàu qua những miền đất của chúng ta lại càng khó khăn gấp bội. Tàu chạy trong chiến tranh đôi khi chậm, đôi khi phải chờ được cho thanh niên xung phong và công binh chữa xong cây cầu mới đi tiếp. Thành phố Nam Định cũng thường được gọi là Thành Nam. Đây là một trong những thành phố lâu đời nhất Việt Nam với lịch sử trên 750 năm. Thành phố thay đổi nhiều nhưng vẫn còn đó những địa chỉ lưu giữ những ký ức của Thành Nam xưa. Hơn 30 năm tôi mới trở lại cái ngõ nhỏ cuối Hoàng Văn Thụ này. Đây là một quán phở không có biển hiệu ở ngoài phố. Tôi thì làm ngon và sạch sẽ. Người ta cứ tự bảo nhau họ đến thôi, chứ cũng không có biển viết gì cả. Hôm nay tại thành phố Nam Định, bạn vẫn có cơ hội để cắt tóc dưới hầm. Tôi sống ở thành phố này nhiều năm, nhưng mà hôm nay mới lần đầu tiên cắt tóc ở dưới hầm đấy. Chứ ở đây là toàn những người cán bộ công nhân đến đây cắt tóc này để vui ấy, an toàn ấy, dưới hầm mà. Đấy, vừa sản xuất vừa chiến đấu, đúng rồi, ngày xưa cụ gọi như vậy. Chúng ta đang cắt tóc ở trong cái phòng này, giống như chúng ta đang sống ở cái giai đoạn năm 1968-70. Cả nước đánh Mỹ, tất cả đều phải có hầm trú ẩn. Đấy, ngày xưa em là khách cắt tóc ở đây từ hồi 13-14 tuổi, bây giờ là thợ cắt tóc mà cũng cắt cho bác luôn ở đây, cái chỗ này đấy. Nhà máy dệt chính là hình ảnh sinh động nhất của Nam Định, thành phố từng được mệnh danh là thành phố dệt. Tháp Phổ Minh, nhà máy dệt Nam Định là hai hình ảnh vinh dự được in trong tờ tiền giấy của Việt Nam. Máy dệt cũ đã thay bằng hệ thống nhà xưởng hiện đại hơn, nhưng âm thanh của tiếng còi tầm thì vẫn vậy. Tiếng còi u u gọi người thợ vào ca tan ca, thân thuộc đến nỗi đã đi vào câu hát: bến nước quê tôi ai qua mà chẳng nhớ, nhớ tiếng còi tầm xôn xao trong lòng người thợ. Là một cựu cầu thủ, với tôi mỗi lần về quê, về với Thành Nam là một lần nhớ đến quãng thời gian còn thi đấu cho đội bóng đá Nam Định, lúc đó mang tên Công nghiệp Hà Nam Ninh. Chính cái sân vận động này trong những năm đánh Mỹ đã trở thành một pháo đài pháo cao xạ trong cuộc chiến phòng không chống diệt máy bay Mỹ. Mặc dù Nam Định trải qua thời kỳ khó khăn đối mặt với bom đạn, nhưng bên cạnh hoạt động sản xuất chiến đấu, người Nam Định còn tìm thấy niềm vui, sự lạc quan trong các trận bóng. Nhân dân Nam Định, công nhân máy dệt Nam Định đã theo chân chúng tôi ra Hải Phòng, lên Hà Nội, vào Thanh Hóa. Sự động viên của họ tiếp thêm sức mạnh cho đội Công nghiệp Hà Nam Ninh đoạt chức vô địch năm 1985. Dẫu cuộc sống này có nhiều thay đổi, nó vẫn luôn luôn tồn tại những giá trị mà không có sự phát triển nào có thể làm mất đi. Đó là những giá trị truyền thống nhân văn đã ăn sâu vào cuộc sống của người dân. Và Thành Nam có một ký ức riêng, khiến ai đã từng một lần đến đều có những cảm xúc thật đẹp về mảnh đất này.